Sáng hôm nay bắt đầu đi biển chụp hình nha mọi người nha. Xe điện rước ra bến tàu. Mình đi cano ra biển chụp hình. Sung lắm chứ không biết hồi có say sóng không à. Qua chưa được ăn trái cây tô nè Loan. Trái cây tô bán buổi tối không hả? 5 giờ là bán. Đường quen thuộc mình đi hàng ngày. Đi muốn thuộc lòng luôn. Ôi công tình thắc bính nha, nó đơ được nhiêu đây. Hết mất rồi, hồi thẳng ra giờ. Chưa ai hả ta? Chưa có ai hả? Có rồi, xuống xe phải không? Dạ đúng rồi. Là em có đi chung với chị không vậy? Dạ không. Ủa vậy hả? Em hết ca giờ em về nhà. Ủa vậy hả? Rồi ai đi vậy ta? Em đi á. Phí tham quan vịnh. Sáng nước cũng còn cạn lắm mọi người. Kiếm Madam Hoàng để gọi điện thử coi đâu rồi. Đi cano. Đẹp quá. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Ở bển có cà phê không em? Mình đi qua bển có cà phê không em? Không một chị ạ. Chào. Đảo mà. Ủa gì đi vô đây mua cà phê luôn. Điều hành bến tàu. Bây giờ là 6 giờ sáng mà em đã có mặt ở bến tàu Vĩnh Hy, chuẩn bị đi cano ra đảo để chụp hình. Hôm nay mang nguyên một vali đồ chụp bikini và đồ biển các thể loại ha. Hứa hẹn là một ngày sẽ rất là vui. Và tối hôm qua sau khi mà đi tham quan một vòng chụp hình ở hang Rái xong á thì về ngủ về khách sạn nghỉ ngơi chút xíu, xong sau đó cái mình qua gì hải sản Làng Chài ăn tối, ăn nhum nè, ăn tôm hùm nè, ăn ốc vuông nè, ăn một bụng xong vô hát hò xong về ngủ quên quay clip luôn. Giờ tới sáng nay mới quay để nói chuyện hôm qua đó mọi người. Đây là phần 2 rồi nha. Rồi hứa hẹn là hôm nay cũng sẽ có một ngày rất là vui nữa. Cảm ơn mọi người. Vô quán bà Hương ăn sáng uống chả cá mẹ tôi muốn ăn một ly cà phê được rồi. Phải sữa thật nhiều sữa mà vẫn hơi đắng một xíu tại mình ăn uống đắng không được, phê pha máy thường thường thì nó sẽ đắng. Đang ở bến tàu lội ngược vô đây để ăn sáng xong rồi mới đi, tại ra ngoài nó không có gì ăn uống. Em không thủ theo nước suối hồi không có nước uống luôn nha. Em ơi cho chị chai nước suối nha. Đang đeo lông nhiều nữa, tự gắn lông nhiều cũng đẹp. Rồi, chuẩn bị ra khơi. Chim vàng. Chim vàng. Ôi. Tay tôi rồi.
khơi. Biển Bình Hy luôn hả? Biển Bình Hy luôn hả? Đúng rồi. Không, không, không có, không về. Không về. Nhất định vậy đi. Mới sáng sớm à? Chưa ai tìm lại mình không? Đi đầu tiên luôn á. Quá đẹp luôn. Quá trời luôn á. Đẹp ghê luôn. Đây, xong việc rồi. Bây giờ đi ra Hàng Yến để chụp hình tiếp. Chưa chịu ngưng ở đây đâu. Mới điểm thứ nhất à. Mới chưa tìm được kho báu được chưa? Tiếp tục qua đi kho báu tìm. Đi chỗ khác tìm. Ở đây không có một đồng nha mọi người. Điểm hoa chưa thấy tiền. Tìm rồi chưa thấy gì hết. Tạm biệt. Cái này là hòn rùa. Hòn rùa. Quá đẹp luôn á. Xuống giống mặt quá. Thấy chưa, thấy chưa? Nào thấy kêu chị nha. Đó, đó. Tầm hồ đây chị. Đẹp đó. Bởi vì là cầu gai đó kìa. Quá xe cầu gai luôn thấy không? Chị để hai tay anh gì đâu.